Hai, chào mừng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sen Năng Nhật Nam của chúng tôi. Hôm nay Sen Năng Nhật Nam của chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện sửa chữa phục hồi một cái bơm thiết lực sen năng tay bị xì nhớt, bơm không lên. Bơm này là bơm bao tử của đất, xì nhớt bơm không lên các bạn. Tay chế độ thấp nhất bơm không lên. Bình dầu bị nứt xì. Đây, sau đây là các bước thực hiện, chúng tôi sẽ thực hiện, các bạn hãy tham khảo xem video nhé. Rồi các bạn hãy cố gắng xem đến cuối video. Đây. Rồi, ok các bạn. Đã như là phải tháo cái lòng ra, cái tay của này là 18/18 rồi. Để là nó bung lên, đặt tắt xuống, để lên cái nắp luôn á.
xin là 2 phút. Phút. Sao lại không xin ta? Tùm lum hết. Cái thì xin, cái thì phút. To, có phút nhỏ. Đủ kiểu hết đó. Bỏ luôn cái bình đó. Bể. Mở nút đó. Giữ lại cái nút này. Coi thử bấm con rút dài không? Có rút dài không? Có một kéo lại. Xin tên phía dưới phải đóng cái lòng ra ra xuống. Bên này nó đẻ hai con à? Nó đẻ trên đâu? Trên đây hai con à? Đẻ mà bữa nó hai con. Mèo đó giống như mèo hoang á, mèo đó đẻ như... lớn rồi, bạn có tay rồi mà. Nó dẫn vỡ dẫn lên ngay xuống nè. Nó được cái đuôi tam thể á, còn lại cái mình này nó không được. Chưa lại nó dẫn ra biết mà, nó dẫn cái xài này mới chặt ra nó thoáng qua nó má, nó gửi nhiều. Nó cứ trưa nào nó dẫn ra này. Chắc bữa nay nó dẫn qua bên chủ nhà xe cái dẫn đầu. Để đầu trên nhà ông Trương cho. Cút dạng nó được. Cút 2 triệu rồi. Ừ. Để xem nó có xỉ.
xuống nó nói là không được đấy. Móc nó lắp đâu rồi. Để xéo qua gõ này. Ra. Đá cà xỉa móc lên lá tàn được đó. Em để đúng không? Nói cái chiếc chẹp nó đóng cái này. Cái mắt nó cứng. Giờ dùng cái sọ gõ này nè. Đều ta vô, đều hai bên vô chứ đừng mén. Cái miếng canh lúc nào cũng để trên. Để trên để dưới cũng được, để dưới nè ăn giòn được cái tay chứ không, đại số thằng nào cũng phải để trên đấy, đó là đúng tiêu chuẩn của thằng miếng canh tép lông.
cao lắm. Rớt ra chứ nó rớt ra là nó nhai cái lũa cứng lắm hả? Không 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 đâu. Cái tủ hả? Đừng. Nó ra nè, nó lỏng nè. Dặn nó vô chứ. Quá. Làm bởi vậy. Nắp có cả vô lái nắp á, như mình còn có nắp bên chỗ ngay chỗ con bơm này mới phì á.
bớp bớp. Bớp cái bình dầu. Tháo bên tải rồi. Tháo bên tải, tháo bên tải.